Xin chào các bác nông dân, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bác một giải pháp diệt trừ sâu xanh bổ trị và sâu về bùa cực kỳ hiệu quả. Reagent 3.6EC. Reagent 3.6EC là một loại thuốc trừ sâu mạnh mẽ, đôni đóng giày cho các loại sâu bệnh cung đầu này. Đầu tiên, hãy nói về sâu xanh nhé. Sâu xanh có thể tàn phá từ rau màu đen cây ăn quả. Nhưng đừng lo, Reagent 3.6EC sẽ giúp tiêu diệt chúng, bảo vệ mùa màng của các bác. Tiếp theo là bổ trị. Bọn này tuy nhỏ mà võ công cao cường lắm, chúng hút nhựa cây khiến cây còi cọc dễ nhiễm bệnh. Reagent 3.6EC sẽ tiền bổ trị đi nhanh gọn, giúp cây trồng luôn khỏe mạnh. Cuối cùng là sâu về bùa, chúng thường để lại những đường sóc trắng trên lá, ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất cây trồng. Với Reagent 3.6EC, các bác khỏi phải bận tâm về sâu về bùa nữa. Thuốc sẽ diệt trừ chúng tận gốc, cây trồng sẽ phát triển tốt hơn. Cách dùng Reagent 3.6EC rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha thuốc theo hướng dẫn trên bao bì và phun đều lên cây. Nhờ mặc đồ bảo hộ và đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng để đảm bảo an toàn cho bản thân và môi trường nhé. Hy vọng với Reagent 3.6EC, các bác sẽ nói lời tạm biệt với sâu xanh, bổ trị, sâu về bùa và có một mùa vụ bội thu. Đừng quên like và theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về nông nghiệp nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập dearplant.vn. Chúc các bác một ngày tốt lành.